phim Trung Quốc và TVB khi sự chênh lệch đẳng cấp ngày càng rõ rệt. Phim TVB ngày xưa một thời thống trị làng truyền hình châu Á vào thập niên 90 và những năm 2000. Một năm nhà đài cứ đều đặn ra từ 20 đến 22 bộ phim với đủ mọi thể loại. Lúc đó truyền hình Trung Quốc hoàn toàn không có cửa cạnh tranh với TVB. Số lượng phim tại đây cũng không nhiều và đề tài thì chỉ quanh quẩn gia đình và một vài phim cổ trang. Tuy nhiên khoảng 10 năm đổ lại đây thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Phim Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và vượt qua TVB một cách ngoạn mục. Vì đâu phim TVB lại bị phim đại lục vượt mặt như vậy? Đã qua rồi thời hoàng kim của TVB. Quay ngược lại thập niên 90, phim TVB lúc ấy sở hữu dàn diễn viên vàng mà sau này khó ai thay thế được như Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Trần Tuệ Sang, La Gia Lương, Quách Khả Doanh. Họ vừa có nét đẹp không giao kéo, vừa có diễn xuất hay nên dễ dàng được khán giả yêu thích. Cộng thêm nội dung phim TVB ngày ấy rất hay, nhiều bộ phim kinh điển như Đại Thời Đại vào năm 1992, sau đó là series Hồ Sơ Trinh Sát hay các phim kiếm hiệp của Kim Dung. Nên có thể nói suốt thập niên 90, phong độ của TVB rất ổn định và vững mạnh. Tuy nhiên, phong độ của TVB đã dần giảm sút vào đầu những năm 2000 và kéo dài cho đến hiện nay. Đã qua rồi thời diễn viên TVB là một chuẩn mực đánh giá. Sau thời kỳ hoàng kim của các diễn viên nam như Cổ Thiên Lạc, La Gia Lương, Trương Trí Lâm, thì hiện tại, dàn nam TVB đang già hóa hay không thể gánh nổi. Lê Diệu Tường, Trần Hào 10 năm trước diễn vai thanh niên trai tráng, thì nay dù gần ngũ tuần, vẫn như cũ. Họ đóng cặp với các diễn viên nữ ngày càng nhỏ tuổi, nhiều khi cách họ 20 đến 30 năm. Những diễn viên nam mới trẻ cũng đã qua tuổi 30 như La Trọng Khiêm, Viên Vĩ Hào, Thẩm Chấn Hiên thì diễn xuất chưa tới và không thu hút khán giả. Việc này cũng tương tự với dàn nữ. Thời kỳ các hoa đáng đỉnh cao như Tuyên Huyên, Sa Thi Mạng, Thái Thiếu Vân đã qua. Dàn hoa đáng mới như Huỳnh Thúy Như, Trần Khải Lâm, Thái Tư Bối quá non về kinh nghiệm diễn xuất cũng như nhan sắc kém xa bậc đàn chị, nên họ vẫn chưa thể đủ sức thu hút khán giả nhiều như dàn thập niên 90. Nghịch lý bắt đầu. TVB dần bắt đầu có nghịch lý là bên cạnh dàn diễn viên mới thì họ phải kèm theo dàn cũ vào để hút khán giả. Hạng buộc phải lăng xê các hoa hậu mới như Trần Khải Lâm, Thái Tư Bối cùng những diễn viên tuyến 2 lên chính như Trần Triển Bằng, Hồ Định Hân, Điền Nhụy Ni. Tiếc thay, nhân sự TVB thiếu hụt trầm trọng dẫn đến một diễn viên đóng nhiều phim đến quen mặt. Ngoài ra, cách làm phim cũ kỹ như dựng phim trường sơ sài, không được đưa ngoại cảnh và kịch bản bắt đầu nhàm chán cũng khiến phim TVB dần có vấn đề. Từ năm 2009, phim Trung Quốc đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ khi có nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực chế tác phim. Hàng loạt tác phẩm hay được ra đời như Mỹ Nhân Tâm Kế, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mai Khôi Giang Hồ. Đồng thời, xu hướng chuyển thể phim từ tiểu thuyết ngôn tình cũng bắt đầu được các nhà làm phim xứ Trung thực hiện. Với sự phát triển của phim Trung Quốc, phần ngoại cảnh, trang phục và kỹ xảo đã được đầu tư công phu hơn, nhất là từ khi Trung Quốc đưa phim trường Hoành Điếm vào sử dụng, thì bối cảnh cổ xưa của các bộ phim cung cấm càng trở nên chân thực. Trong khi TVB chỉ những dự án lớn mới qua Hoành Điếm quay ngoại cảnh, còn lại vẫn quay ở phim trường TVB. Những bộ trang phục cầu kỳ được đầu tư công phu, kỹ xảo đẹp mắt, hiện đại và ngoại cảnh rộng hoành tráng đã làm khán giả nhớ tới phim Trung Quốc nhiều hơn. Tân Tam Quốc, Chân Hoàng Truyện, Võ Mị Nương Truyền Kỳ là những ví dụ điển hình. Có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng làm phim. Thập niên 90, TVB còn có sự cạnh tranh gay gắt từ đài ATV. Thế nay ATV đã suy tàn, không còn khả năng sản xuất phim. Cộng thêm hào quang từ quá khứ, TVB vẫn nghĩ phim của họ làm ra ắt sẽ hay vì còn người hâm mộ nhiều. Vì vậy họ không bị áp lực khi làm phim, bởi làm ra cũng không ai cạnh tranh. Còn ở Trung Quốc có nhiều đài truyền hình tính cạnh tranh cao, như được phát sóng ở đài Hồ Nam là một vinh hạnh bởi lượng người coi cao. Để lọt vào mắt xanh của các đài lớn cũng không phải dễ. Phim phải thu hút và có tiềm năng để thu hút quảng cáo cùng tên tuổi bảo chứng rating. Bởi vậy, một bộ phim Trung Quốc của các hãng tư nhân phải đầu tư từ kịch bản, trang phục cho tới mời các diễn viên tên tuổi. Chênh lệch thù lao đến mức đáng sợ. Nói về mức cát xê khủng của dàn sao hoa ngữ đại lục, phải kể đến loạt tên tuổi kỳ cựu như Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Phạm Băng Băng, Triệu Vy. Châu Tấn ký kết mức thù lao 53,5 triệu nhân dân tệ, tương đương 181 tỷ đồng cho 90 tập phim hậu cung như ý truyện. Còn Hoắc Kiến Hoa
cũng có thù lao 50,71 triệu nhân dân tệ, tương đương 172 tỷ đồng. Tôn Lệ với Mỹ Nguyệt Truyện đã mang về 60 triệu nhân dân tệ, hơn 201 tỷ đồng. Với bộ phim Mẹ Hổ Bố Mèo cũng đã giúp Triệu Vi kiếm được 40 triệu nhân dân tệ, gần 135 tỷ đồng. Phạm Băng Băng trong Võ Mỹ Nương Truyền Kỳ là 30 triệu nhân dân tệ, hơn 100 tỷ đồng. Cao Viên Viên với bộ phim Chúng Ta Kết Hôn Đi thu được 25 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 84 tỷ đồng. Nam thần Chung Hán Lương có mức thù lao với thời điểm hiện tại đã là 50 triệu nhân dân tệ, tương đương 170 tỷ đồng. Ngoài những cái tên gạo cội này, thì dàn diễn viên trẻ của đại lục cũng luôn được chiêu mộ, mời mọc với mức giá trên trời. Trong khi đó, diễn viên Hồng Kông lại có mức cát-xê thấp đến khó tin, cho dù đó là những cái tên cốt cán của TVB như Lâm Phong, Sa Thi Mạng, La Gia Lương, Đàm Diệu Văn, Ngô Khải Hoa, Trịnh Gia Dĩnh, Hồ Hạnh Nhi, thì số tiền mà họ nhận lại được cao nhất là 200.000 đô la Hồng Kông, tương đương 592 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đô la Hồng Kông, tương đương 148 triệu đồng. Là cái tên quyền lực của TVB, nhưng Hồ Hạnh Nhi cũng chỉ nhận được khoảng 60.000 đô la Hồng Kông, khoảng 177 triệu đồng. Lý Tư Hân, một diễn viên đã cống hiến nhiều năm cho TVB, nhưng cô chỉ nhận khoảng 2.000 đô la Hồng Kông, khoảng hơn 5 triệu đồng cho mỗi vai phụ. Hàng tháng nếu có thể góp mặt trong 4 dự án phim, thì thu nhập của cô cũng chỉ khiêm tốn ở mức 8.000 đô la Hồng Kông, hơn 20 triệu đồng. Với trường hợp của Trịnh Gia Dĩnh, trong nhiều năm anh phải quanh quẩn với các bộ phim của đài TVB do nhà sản xuất Vương Tâm Úy dắt mối. Năm 2009, sau khi tham gia Cung Tâm Kế, Trịnh Gia Dĩnh lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim đại lục. Và năm 2011, với Bộ Bộ Kinh Tâm, anh trở thành ngôi sao lớn của màn ảnh truyền hình. Hiện tại, Gia Dĩnh kiếm gần 60.000 đô la cho mỗi tập phim truyền hình, gấp 10 lần so với những gì anh có được thời mài gót ở TVB. Một ví dụ khác là Lưu Khải Uy, một nghệ sĩ với sự nghiệp khá lận đận ở TVB. Sau khi tới đại lục vào năm 2005, anh chàng thoát khỏi kiếp chuyên đóng vai phụ và nhận được những vai chính. Và hiện tại cát-xê cho mỗi tập phim của anh vào khoảng 57.000 đô la Mỹ. Để so sánh thì quả thật có sự khác biệt rất lớn giữa mức cát-xê của sao đại lục và sao Hồng Kông. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Không còn lựa chọn. Năm 2017, sau vài năm lao đao vì chạy máu chất xám, đài TVB quyết tâm chơi lớn, đầu tư tiền của mời các diễn viên giám chế kỳ cựu trở về làm phim. Từ đó, một chuỗi dự án tầm cỡ ra mắt, đó là Mất Dấu 2, Thâm Cung Kế 2 và Sóng Gió Gia Tộc 3, Đại Soái Ca, Tầng Thử Thách Nghiệt Ngã. Gần như toàn bộ dự án của TVB ra mắt năm 2017 đều dán nhãn sản phẩm hợp tác, chỉ khác nhau ở quy mô đầu tư và mức độ can thiệp từ phía thị trường đại lục. Chẳng hạn, Mất Dấu 2 quy tụ đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đến từ mạng Tencent, Sóng Gió Gia Tộc 3 và bước qua ranh giới chịu sự chi phối mạnh mẽ của phía Trung Quốc trong khâu phát hành. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của TVB bắt đầu chững lại vào năm 2010 và tuột dốc nhanh chóng vào khoảng 4 năm sau đó. Trong 2 năm 2016 và 2017, TVB giống như chiếc bánh lớn liên tục bị chia năm xẻ bảy, bị nhiều tập đoàn lớn xâu xé mua lại cổ phần. Đối diện thực trạng này, nhà đài buộc lòng nối lại tình xưa với thị trường tỷ dân, bắt tay hợp tác với các hãng phim, hãng truyền thông hàng đầu tại đây. Đây là một bước đi khôn ngoan của hãng truyền hình hơn 50 năm tuổi. Và trong lịch sử của nhà đài, chưa từng có một cuộc đổ bộ vào thị trường nào lớn như thế. Còn lại gì khi phim TVB bị đại lục hóa? Nhờ được Trung Quốc rót vốn hiệu quả, phim TVB hiện tại rõ ràng được chăm chút rất chỉnh chu về nhiều phương diện. Bối cảnh không gói gọn trong xưởng phim mà mở rộng, tận dụng không gian thật nhiều hơn. Trang phục của diễn viên được chuẩn bị và đa dạng. Đối với kỹ thuật hình ảnh, công nghệ 4K được vận dụng nhiều hơn. Các góc máy Flycam, Ray, Cẩu, Steadicam cũng tràn ngập khuôn hình. Thế nhưng đó chỉ là vẻ hào nhoáng ở bề nổi, còn sâu xa bên trong một cuốn phim lại hiện hữu những điểm yếu gây nhiều thất vọng. Về mặt lý thuyết, trong các dự án phim hợp tác, TVB chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung và diễn viên, còn đối tác Trung Quốc phụ trách phát hành ở thị trường của họ. Song thực tế, các hãng truyền hình mạng chưa bao giờ từ bỏ ý định Trung Quốc hóa các cuốn phim gắn mác TVB. Cái giá phải trả cho sự sáng tạo đã bị kiểm soát. Nói đến sự thất bại của điện ảnh Hồng Kông không chỉ liên quan đến tiền và thị phần. Một nguyên nhân từng được mổ xẻ khá nhiều đó là sự thao túng của Bắc Kinh. Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Hồng Kông và Đại lục xóa bỏ hàng rào thuế quan,
đồng nghĩa phim do Hồng Kông sản xuất được tự do phát hành tại Trung Quốc. Đánh giá từ Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc cho hay, trong 50 phim doanh thu tốt nhất có đến 15 phim do phía Hồng Kông thực hiện. Nhà phê bình Freddie Vương đã nói rằng, các nhà làm phim tìm kiếm lợi nhuận, hợp tác sản xuất và chấp nhận việc gửi kịch bản để ban giám sát kiểm duyệt theo yêu cầu từ đại lục. Khán giả nội trợ, thành phần người xem đông đảo nhất của các bộ phim TVB đang dần dần bỏ đi. Một số khán giả thuộc lớp 7X, 8X, 9X cũng chưa hoàn toàn thấm nổi phong cách TVB made in đại lục, hoặc không còn ủng hộ nồng nhiệt như trước. Lớp khán giả mới sau này lại phải chia sẻ mối quan tâm của mình cho phim nội địa, phim Hàn hoặc là phim Thái, chứ không chỉ dành riêng cho phim TVB. So với 20 năm trước, phim Hồng Kông bây giờ đã thiếu đi sự đa dạng, sáng tạo và lôi cuốn. Nhưng bù lại không thể phủ nhận là các diễn viên Hồng Kông ngày càng trở nên nổi tiếng, quen mặt hơn ở Trung Quốc cũng chính là nhờ chính sách toàn cầu hóa của TVB. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!